Thuyết Nguyễn xin kính chào quý khán thính giả đã đến với kênh Định cư và cuộc sống ở Canada. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm qua chúng ta đã chứng kiến được rất nhiều niềm vui. Vâng, từ khi câu chuyện này xảy ra đến nay, trong suốt những cái tháng qua, thì ngày hôm qua mình mới cảm thấy rằng là có nhiều niềm vui cùng một lúc đến với mọi người. Đó chính là khi mà sinh viên Hùng đến thăm bà bầu và lần đầu tiên cậu ta nói chuyện tâm sự cùng đứa con trai sắp sửa chào đời của cậu ta. Cậu ta đã áp sát cái tai của cậu ta vào bụng của bà bầu và tâm sự nói chuyện cùng cu nhẫn ở trong bụng. Trong cái niềm vui thứ hai, chúng ta được chứng kiến là Tám Trang đã khỏe lại từng ngày và thầy giáo Tân đã dạy học Tám Trang theo cái cách theo thầy giáo theo cái cách giáo án mà thầy giáo đã chuẩn bị sẵn để dạy riêng cho Tám Trang, để sau khi mà Tám Trang khỏe lại thì Tám Trang có thể là theo được theo kịp được học, bởi vì Tám Trang đã bỏ quá nhiều ngày đó, nó là như vậy. Và cái niềm vui thứ ba là chúng ta chứng kiến được cái mối tình của Hà Đông đã chớm nở. Tức là mình không biết sử dụng từ ngữ như nào, có lẽ là mình lon kém quá trong chuyện tình yêu. Ý của mình muốn nói rằng là Tuấn có vẻ như đã biết rằng khi mà đến với Tám Trang đó là một cuộc tình bế tắc, và cậu ta đã tìm ra một nửa kia của cuộc đời mình, đó chính là cô gái Hà Đông đến từ Hà Nội. Sau khi đã đưa Hà Đông và mẹ và cả đứa con gái của mình nữa đến một cái khu bắn pháo hoa ở tại thành phố Toronto để ngắm bắn pháo hoa và ăn uống ở một nhà hàng cùng mấy người bạn cũ, thì đây là ba cái tin mừng trong ngày hôm qua mà mình cảm thấy rất phấn khởi. Vâng, trong video trước các bạn đã nghe cái lá thư của cụ Yến Nhi đến từ miền Trung. Mình nhớ không chính xác lắm nhưng mà hình như cụ Yến Nhi không biết là 81 hay là 85 tuổi. Có quá nhiều cụ bà, thành ra nhiều tuổi mình không nhớ được hết. Chẳng hạn như là bác Nguyễn Thị Hồng Cẩm, ở đây mình gọi là bác thôi, mặc dù bác ấy 80 tuổi, chỉ kém cụ Yến Nhi một tuổi thôi, nhưng mà mình thấy rằng bác ấy, trái tim của bác ấy vẫn hừng hực lửa yêu thương, thành ra mình gọi là bác cho nó trẻ trung một chút. Chứ còn 80 cũng có thể gọi là bà mà cũng có thể gọi là cụ rồi, đúng không ạ? Cái tầm tuổi đó là nhiều người có con cháu gọi bằng cụ rồi. Cho nên là ở đây là chúng ta chứng kiến được rất nhiều lá thư và là của những cụ ông cụ bà chiến đấu rất là hăng say, ra đòn rất là chớp nhoáng để coi như là để giành giật, coi như là chiếm thế thượng phong cho đối phương, hạ gục đối phương theo như cái lời bình luận của bạn Cao Hoàn Mỹ Dung gì đó, đúng không ạ? Tất cả mọi người ở đây dù từ 78 cho tới 81, 82 tuổi vẫn chớp nhoáng ra đòn, không cần biết đối phương sứt đầu mẻ trán ra sao, miễn làm sao ra đòn nhanh như gió là được. Mình rất thích cái lời bình luận như vậy. Vâng, và trong cái lá thư của cụ Yến Nhi thì mình cũng học được một cái câu. Thật sự ra câu này nó rất là nhiều người hay nói, nhưng mà để được trong đầu và để được áp dụng vào cuộc sống hay không, nó mới là vấn đề quan trọng. Đó chính là cái câu: người ta cười 3 tháng chứ không ai người ta cười 3 năm. Có thể trong câu chuyện của sinh viên Hùng, cụ Yến Nhi đang muốn Hùng sẽ lấy cô Ngân làm vợ, bởi vì đã có con, mấy ngày nữa là sinh con rồi, đúng không ạ? Còn thì Tám Trang sẽ lấy thầy giáo Tân. Bởi vì sao? Bởi vì cuộc đời của Tám Trang nó rất còn một cái giai đoạn dài ở phía trước. Mà nhiều người biết rằng tình yêu của Hùng và Tám Trang nó là tình yêu đôi lứa tuyệt đẹp. Nhưng nếu nếu Hùng và Tám Trang có trở thành đôi lứa thì cũng chưa chắc gì có thể có hạnh phúc với nhau. Đây là theo cách nhìn của nhiều người. Bởi vì Tám Trang mang một cái căn bệnh tiền sử như vậy, thì Hùng, bởi vì Hùng đã có cô Ngân rồi thì nên lấy cô Ngân, còn để Tám Trang là thầy ở Tân. Như vậy, nếu mà nói như vậy thì cái bệnh tiền sử của Tám Trang thì Hùng đã trút bỏ được sang cho thầy giáo Tân rồi. Thầy giáo Tân phải coi như là có thể ông trời xa duyên, và có vẻ là kiếp trước có thể là nợ Tám Trang một mối tình nào đó, và kiếp này thầy giáo Tân phải trả nợ. Đấy là sự mong muốn của cụ bà Yến Nhi. Và nếu điều này xảy ra thì như các bạn biết, sẽ có rất nhiều người chê cười rằng là Hùng sẽ xấu hổ khi mà đi bên cạnh vợ mình như là một người mẹ. Đấy, nhiều người nói quá đi. Đấy, ví dụ như là có bạn như là bạn gì ấy nhỉ? Bạn Nguyễn Bá Quang hay gì nói câu ở như là cụ rồi, đi với cạnh bên 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 cô Ngân như là cụ rồi chẳng hạn. Nhưng mà theo như cụ Yến Như nói, người ta cười, cứ cười đi, cười thì hở mười cái răng. Cười chỉ cười 3 tháng thôi, làm sao cười được 3 năm? Đến khi người ta sống hạnh phúc như đôi trai gái, như là
ở Cao Bằng đấy, cái gì nhỉ, Kim Cương với lại gì đó là một người 26 một người 62, người ta vẫn hạnh phúc với nhau, lúc đó thì người ta lại ủng hộ 100%, đúng không ạ? Trên ở đây á, trong câu chuyện này mình hoàn toàn đồng ý với cụ Yến Nhi và đồng ý với tất cả các bạn. Ở đây nhiều người nói mình ba phải nhé, có nghĩa quan điểm của mình á, Hùng lấy ai mình cũng cũng chúc mừng Hùng, nó là ok hết. Bởi vì lấy ai thì cũng là cậu ta đã quyết định gọi là lấy, chẳng hạn như là lấy cô Ngân chẳng hạn, thì cái đạo làm gốc, mặc dù cái tình yêu ban đầu là không có, đúng không ạ, thì đạo làm người thì cậu ta phải lấy thôi. Mình vẫn ủng hộ chúc phúc cho họ hạnh phúc ấy, chứ không phải là từ trước đến giờ mình chỉ ủng hộ Tám Trang. Các bạn nghĩ như vậy là sai nhé. Mà nếu Hùng lấy Tám Trang mình cũng ủng hộ luôn, bởi vì họ có một tình yêu đẹp, có nghĩa là Hùng lấy ai cũng vẫn cứ là đúng, đúng không ạ? Có điều luật pháp không cho lấy hai người, và vấn đề quan trọng là hai người phụ nữ đàn bà này không chấp nhận cái kiếp lấy chồng chung. Còn thì Hùng lấy ai mình cũng ủng hộ, và mình rất là tâm đắc trong cái câu nói của cụ Yến Nhi là người ta cười 3 tháng chứ không ai cười 35. Bởi vì nói thật với các bạn, đôi khi bình luận như này mình cũng đồng cảm trong vấn đề không yêu mà vẫn lấy người ta. Hôm nay mình tự nhiên mình mới tìm ra được một lời giải đáp của một bạn Mai Nguyễn giải đáp cho mình trong cái câu chuyện vừa qua. Có một số quý khán thính giả nói rằng, ô cái anh chủ kênh này yêu cái yêu người yêu của mình là Võ Ái Khanh suốt mấy chục năm qua, và trong trái tim của anh ấy chỉ có Võ Ái Khanh mà thôi, tại sao anh ta lại có vợ và hai con như đến bây giờ? Và hôm nay bạn Mai Nguyễn đã trả lời hộ cho mình rồi. Mình không biết trả lời như thế nào với các bạn, và rất may mắn bạn Mai Nguyễn đã trả lời lại cho mình. Trong video này thì mình sẽ kể về cái câu chuyện cách chữa bệnh nạ kỷ của bác sĩ Trần với Tám Trang. Vâng, một cái cách chữa bệnh mà mình chưa thấy cái cách chữa bệnh nào như thế cả. Nhưng mà sinh viên Hùng và chính cha cha của Tám Trang là ông Năm đã phản đối kịch liệt trong vấn đề cách chữa bệnh của bác sĩ Trần. Và câu chuyện này như thế nào thì mình sẽ xin nói về phần sau. Bây giờ mình xin đọc lời bình luận của bạn Mai Nguyễn đã, bởi vì cái lời bình luận này nó là ủng hộ mình, cho nên là mình thích. Tất nhiên là cái này mình phải thiên vị thôi, đúng không ạ? Bởi vì bạn ấy ủng hộ mình mà. Trên là mình phải đọc trước. Và sau đây là nội dung của bạn Mai Nguyễn kể về một câu chuyện y hệt như là sinh viên Hùng với lại cô Ngân, và đây là câu chuyện có thật của bạn Mai Nguyễn. Nội dung như thế này: Chào anh Thuyết, mình muốn bổ sung thêm về vấn đề anh Thuyết bảo rằng đàn ông nếu không yêu không bao giờ ăn ngủ được với đàn bà, nhưng trên thực tế trong cuộc sống đã chứng minh rằng đàn ông vẫn có thể lên giường với đàn bà dù là không yêu. Có thể nói 10 ông là hết 9 ông rồi, chắc chỉ có anh Thuyết là ngoại lệ thôi. Các bác sĩ phân tích tình yêu và tình dục là hai vấn đề không liên quan tới nhau. Mình xin kể một câu chuyện xảy ra chính cô bạn thân của mình. Bạn mình năm nay 43 tuổi, có một đời chồng không có con và đã ly dị chồng. Bạn mình có khả năng kiếm tiền rất giỏi. Cô ấy mua được một căn nhà 3 phòng, nhà còn phòng trống, nên cô ấy cho sinh viên du học 19 tuổi ở chung, không lấy tiền phòng, vì bạn mình cũng muốn giúp đỡ cậu sinh viên này. Trong mấy tháng đầu, cả hai người không ai có ý nghĩ gì hết. Đến một ngày, đúng là ngày lễ tình yêu, cả hai người có uống rượu chung với nhau, sau đó hoàn cảnh đưa đẩy, hai người có những cảnh mây mưa với nhau. Những ngày tiếp theo đó, bạn mình cũng có hơi thân mật với cậu sinh viên này. Đến một ngày nào đó, bạn mình phát hiện có thai với cậu sinh viên này. Sau khi được bạn mình báo có thai, cậu sinh viên này hứa hẹn với bạn mình sẽ nhận đứa con này và cùng chăm lo nuôi con với bạn mình. Nhưng một thực tế phũ phàng xảy ra, sau đó bạn mình tìm ra cậu sinh viên này đang quen với một phụ nữ sinh viên cùng lớp. Bạn mình có tới gặp cô sinh viên này và cô sinh viên cũng xác nhận là đang quen cậu sinh viên này. Bạn mình sau khi về nhà, cha hỏi cậu sinh viên, cậu ta không nhìn nhận, bảo không quen ai hết. Bạn mình đưa ra bằng chứng hình ảnh cô sinh viên và video đối thoại của bạn mình và cô sinh viên. Hết chối cãi, bạn mình ngay lúc đó đuổi thẳng cậu sinh viên ra khỏi nhà và sẵn sàng chấp nhận làm mẹ đơn thân nuôi con đến ngày hôm nay. Tóm lại, mình muốn chứng minh với anh Thuyết và quý khán thính giả rằng đàn ông đến với đàn bà không cần tình yêu. Vì vậy,
đa số phụ nữ không phân biệt được tình yêu và tình dục, cứ hiểu lầm đàn ông quan hệ với mình là yêu mình. Mình xin kết thúc câu chuyện ở đây. Chúc ba bố con anh Tuyết khỏe mạnh và tất cả quý khán thính giả bình an. Vâng, xin cảm ơn bạn Mai Nguyễn rất nhiều. Nói thật với quý khán thính giả rằng bạn Mai Nguyễn là một quý khán thính giả rất quen thuộc của chúng ta, và bạn ấy đưa ra những cái lời bình luận mà nói thật với các bạn rằng hầu như ngày nào mà bạn ấy đưa ra bình luận thì mình cũng phải đọc lời bình luận của bạn ấy. Lý do tại sao? Lý do bởi vì bạn ấy đóng góp rất thực tế nó vào trong cái câu chuyện tình đang diễn ra tại Canada. Có nhiều bạn viết những lá thư rất dài nhưng nó không ra đâu ở đâu cả, tức là không đóng góp và nó không không có những sự liên kết trong câu chuyện mà đang diễn ra tại xứ sở La Phong. Bởi vậy mình xin lỗi là mình không đọc. Trong khi đó thì mình xếp bạn Mai Nguyễn như là những bạn như Thiên Nga Trần, những chị Dô Lích Chu ở bên Mỹ, những người mà có nhiều đóng góp, và chẳng hạn như cụ bà miền Trung Yến Nhi, hoặc là như là bác Hồng Cầm chẳng hạn như vậy. Thì trong câu chuyện của bạn Mai Nguyễn này nó rất thực tế và ý của bạn thì là rất rõ ràng, các bạn đều nhìn ra muốn bạn ấy kể câu chuyện này muốn ám chỉ giữa cái cuộc tình giữa sinh viên Hùng và cô Ngân, và hai người này, tức là cái cậu sinh viên kia không yêu cái người bạn của bạn Mai Nguyễn, bởi vì cậu ta mới 19 tuổi thôi đúng không ạ, còn bạn của bạn Mai Nguyễn là 43 tuổi rồi. Có nghĩa là kém cô Ngân 10 tuổi, bởi vì lúc cô Ngân quan hệ với sinh viên Hùng cũng là 53 tuổi, còn Hùng lúc đấy cũng chỉ có 18 tuổi thôi đúng không ạ? Rõ ràng hai câu chuyện y hệt như nhau. Và hai người tức là đến với nhau, mây mưa với nhau. Và Hùng cũng được coi như là giúp đỡ như cái kiểu như bạn Mai Nguyễn này giúp đỡ cậu sinh viên 19 tuổi kia. Nhưng có mỗi một điều khác là khi có thai với nhau thì cô Ngân khi phát hiện ra điều này thì Hùng đã bỏ trốn. Còn thì cái cậu sinh viên 19 tuổi ở Việt Nam này thì lại không bỏ trốn mà cậu ta nhận trách nhiệm nuôi con. Và y như hệt cậu ta cũng có một mối tình khác ở bên ngoài đúng không ạ? Và cậu ta không đủ bản lĩnh là nhận rằng là có một mối tình đấy. Nó khác hẳn với sinh viên Hùng. Còn sinh viên Hùng thì nhận cả hai mối tình luôn. Nhưng mà cậu ta vì cái chuyện đó là cậu ta ban đầu là cậu ta xấu hổ, cậu ta bỏ trốn đúng không ạ? Nhưng sau đó cậu ta nghĩ lại, cậu ta đã quay về. Cái vấn đề, cái kết thúc câu chuyện ở đây là cái bạn của bạn Mai Nguyễn đã tự rút lui. Có nghĩa là trong biết rằng là người ta không yêu mình, người ta yêu những người con gái, tức là trẻ trung cùng sinh viên với nhau, chứ người ta đến với mình trong cái chuyện đó chỉ vì cái chuyện sinh lý thôi, nó không thuộc về cái chuyện tình yêu. Trên là cái người này đã rút lui và chấp nhận nuôi con một mình cho đến tận ngày hôm nay. Câu chuyện rõ ràng như ban ngày nó là như vậy. Mình không biết rằng là bạn lý do gì bạn Mai Nguyễn kể câu chuyện này, nhưng nếu mình đoán không sai, có nghĩa ý của bạn muốn nói rằng nếu trong câu chuyện tình này cô Ngân cũng là người lên rút lui thì nó là hợp lý nhất, giống như cái người bạn của bạn Mai Nguyễn đúng không ạ? Bởi vì coi như chờ cho mình một đứa con rồi, và người ta rõ ràng nhìn thấy rằng không phải cứ ăn ngủ với nhau là yêu nhau đó. Có nghĩa là đến với nhau chẳng qua là lúc đó cùng uống rượu thôi. Mình không biết trước đây Hùng và cô Ngân uống rượu với nhau không, nhưng mà hai người ở chung một căn nhà thì rõ ràng là nó sẽ có lửa gần rơm lâu ngày sẽ bén. Bởi vì thời gian nó quá dài đúng không ạ? Hùng và cô Ngân ở với nhau tận 3 năm cơ mà. Còn cái cậu sinh viên này với này cái bạn của bạn Mai Nguyễn ngủ với nhau, ở với nhau không biết là thời gian bao lâu, nhưng mà nó đúng hệt như bạn Mai Nguyễn đã nói. Không biết câu chuyện này nó có thật 100% hay không, nhưng mình thấy khi đọc lên đã biết rằng là chính xác 100% là nó y hệt câu chuyện giống như là cô Ngân. Có lẽ là bạn Mai Nguyễn muốn khuyên cho cô Ngân một điều khuyên, và không cần nói lời khuyên đó là như thế nào, mà chỉ bằng cách kể lại cái câu chuyện của bạn ấy mà thôi. Thì ở đây thì mình chỉ biết chia sẻ và mình không có một cái lời khuyên nào hết. Mình không thể khuyên là cô Ngân ơi đừng lấy Hùng đi mà rút lui. Mình không khuyên như vậy nhé. Từ trước đến giờ mình chỉ là phân tích thôi, chứ mình không khuyên ai một cái câu nào hết. Bởi vì Hùng là người đa tình. Có khi theo như mình nghĩ, một người đàn ông đa tình có khi người ta không những muốn hai người mà người ta còn muốn ba người hoặc bốn người cơ đó. Nó khổ như vậy. Những người đa tình nó như vậy. Các bạn nhìn xem, chẳng qua bác sĩ Trần mình cũng đoán có khi là 5-7 để cô 5-7 người đàn bà khác. Mắt thì lúc nào nhấp nha nhấp nháy như vậy, làm sao có chuyện mà ở coi như là suốt từ ngày xưa đến giờ, mà từ khi mà vợ chưa cưới nhảy xuống thác nước quyên sinh mà ở vậy một mình không tin cái đôi mắt nhấp nha nhấp nháy đó, đa tình như vậy đúng không ạ?
mà coi như mới gặp cô Ngân cái đã cầu hôn luôn, làm gì có chuyện coi như ở vậy suốt đến năm nay 71 72 tuổi rồi đúng không ạ? Coi như là Đông Nhi cứ chê bác sĩ coi như là bảo là không thể vác pháo qua đồi cao chứ. Bác sĩ còn nói là hừng hực mà coi như là còn khỏe hơn mình gấp khoảng 10 lần 100 lần. Làm gì có cái chuyện đó. Đến bây giờ 72 tuổi vẫn cầu hôn thì có nghĩa là bác sĩ thừa sức vác pháo qua đồi cao để bắn vào đầu giặc Mỹ chứ. Cho nên là nói như là Đông Nhi chẳng qua là cô thầy thuốc Đông Nhi muốn mình là trẻ hơn bác sĩ thì nói vậy thôi, chê bác sĩ vậy thôi chứ chắc gì coi như là mình hơn được bác sĩ đúng không ạ? Trong câu chuyện này nữa thì mình lúc nãy nói rằng là tại sao có một người đã trả lời mình câu hỏi này, tức là cái câu hỏi không yêu mà vẫn thể ăn ngủ được với nhau. Ở đây mình cũng nói luôn, mình chẳng ngại gì cái chuyện mà vạch áo cho người xem lưng hết. Đây là cái chuyện thực tế trong cuộc đời, nó sẽ giúp ích được cho rất nhiều những cái ông đàn ông không yêu mà phải cố tình sống với người ta, không yêu mà vẫn phải làm cái trách nhiệm rằng là chót vì đã có con với nhau, hoặc là chót ăn ngủ người ta, đặc biệt chẳng hạn như sinh viên Hùng. Câu chuyện của mình cũng thế thôi, mặc dù mình bỏ giam coi như là bao nhiêu năm, mười mấy năm đi tìm người yêu của mình không thấy, và đến bây giờ thì trong trái tim vẫn chỉ có người yêu thôi, nhưng mình vẫn có thể ăn ngủ với một người đàn bà khác. Ô, 100 người thì 99 người bây giờ cứ bảo mình coi như là đi lên trên thác nước Niagara cùng với Đông Nhi đi hái thuốc đi, rồi giữa trời đất bao la đấy chẳng qua ai làm chứng, thì coi như là cái chuyện đó tất nhiên là phải xảy ra. Đông Nhi có kiểm tra thằng nhỏ mà tí thì cứ để cho Đông Nhi kiểm tra, lúc đấy biết đâu Đông Nhi là coi như thấy thằng nhỏ của mình là coi như nhảy tấn lên lại tí ta tí tởn hay sao. Ở nhiều bạn nói như vậy đó. Cho nên là cái chuyện đàn ông mà không yêu vẫn có thể ăn ngủ được với người đàn bà. Ý của mình hôm nọ mình nói rằng một người mà không thích người kia chứ không phải là không yêu. Bạn Mai Nguyễn phân tích là sai nhé. Ví dụ bây giờ mình nói với bạn này, mình không thích cái người kia thì không thể là ngủ được với người kia. Có nghĩa là sao? Có nghĩa người ta không yêu nhưng trong cái chuyện sinh lý người ta vẫn thích. Có nghĩa người ta làm được cái chuyện đó với nhau. Còn thì người ta mà không thích rồi á thì có nghĩa là thì đó mình xin lỗi các bạn là thằng nhỏ nó mềm oặt ra thì làm gì có thể làm được cái chuyện đó đúng không ạ? Không thích khác mà không yêu khác, chúng ta phải giải thích rõ ràng như vậy. Cho nên là trong câu chuyện của mình cũng thế thôi, mình không yêu nhưng mà lúc mà uống rượu vào rồi thì đàn ông nào cũng thích thế. Hôm qua mới xem trên Facebook coi như là có một cái câu hỏi bạn đó viết bảo là khi đàn ông uống rượu say rồi thì người ta thích nhất cái gì. Mình trả lời luôn, mình vào comment mình nói rằng là bởi vì tất cả mọi người đều trả lời cứ quanh ca quanh co hay chưa, những đàn ông ấy mình trả lời thẳng tại sao mà phải cứ e thẹn như vậy. Đàn ông uống rượu say vào rồi thì chỉ thích ngủ với đàn bà thôi, có nghĩa là cái người mình không yêu cũng ngủ được đó. Bởi tại sao như vậy? Bởi vì các ông ở nhà lấy vợ có con nhưng mà khi uống rượu vào cứ toàn ông nào cũng thế là rủ nhau đi ăn phở, lý do vì uống rượu đó. Thì mình cũng nằm trong tình trạng đó thôi, và đã chót với người ta một cái rồi thì coi như mình phải coi như là ở với người ta thôi. Cho nên là đây là nhiều bạn hỏi mình thì hôm nay bạn Mai Nguyễn trả lời cho mình và đây là câu trả lời của mình. Trong cái câu chuyện này là mình không khuyên cô em Ngân đâu nhé. Kể cả cô Ngân đang nghe video này thì cô Ngân cũng phải được hiểu được ý của anh, là anh không bao giờ khuyên như vậy. Anh không đưa ra một cái lời rằng là em ơi coi như là chia tay Hùng đi. Rõ ràng là trong video trước là cụ Yến Nhi đã nói là Hùng nên lấy cô Ngân bởi vì đứa con còn ít ngày nữa thôi nó sẽ chào đời rồi, và Hùng hôm qua đã làm một cái việc rất là tiến gần lại đến chuyện hôn nhân, có nghĩa là Hùng đã nói chuyện tâm sự cùng đứa con trai của mình rồi. Ngày hôm nay thì các bạn còn thêm nhiều cái bất ngờ nữa về sinh viên Hùng nữa, cho nên là ở đây là mình chưa nói tới. Ý của mình nói rằng là ấy có người thì khuyên như bạn Mai Nguyễn là cô Ngân nên rút lui, nhưng có người chẳng hạn như cụ Yến Nhi thì lại khuyên rằng là hai người đó phải thành vợ thành chồng, người ta có thể cười 3 tháng người ta không thể cười 3 năm, thì ở đây là do cô Ngân là người quyết định đúng không ạ? Hôm nay nói thật với các bạn rằng không phải Hùng là người quyết định nhé, cô Ngân là người quyết định, bởi vì Hùng thì quan điểm của cậu ta là không bỏ ai trong hai người đàn bà của họ. Nhưng mà người ta bỏ thì cậu ta phải chịu. Có nghĩa là bây giờ cô Ngân rút lui một cái là Hùng sẽ coi như là không làm gì được, đúng không ạ? Đến nhà người ta lạnh nhạt, người ta không cho vào cửa nữa thì thôi chứ, thì sau chỉ có phép được đến thăm con thôi chứ còn chuyện kia thì thôi anh quên đi, anh đi với người ta đi.
Và ngược lại chẳng hạn Tám Trang tỉnh lại rồi, coi như là khi mà thích thầy Giáo Tân rồi thì Hùng lúc đó cũng coi như là thôi cô đơn ôm gối chiếc thôi, bởi vì lúc đó coi như có thể Tám Trang bảo rồi anh đi đi, anh đi đường anh đi, bây giờ tôi có người yêu mới rồi. Không khác nào trước đây Tám Trang đã từng nói với Hùng câu như thế khi mà trước mặt Tuấn, đúng không ạ, nói rằng là đây là người yêu mới của tôi. Chứ là Hùng đến bây giờ vẫn chưa chắc ăn một tí nào đâu các bạn. Chứ là Hùng ở đây có thể được cả hai, nhưng cũng có thể mất cả hai bất cứ lúc nào. Bởi vì bắt cá hai tay thường thường là như vậy. Đôi khi có thể là hôm nay coi như là các cụ đi vắng, làm sao đó chụp một cái này được hai tay hai con cá. Nhưng mà thường thường 99% thì bắt cá hai tay thì chẳng bao giờ được con nào hết. Đấy, đấy nó là cái kinh nghiệm của cuộc đời rồi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong phần cuối video này mình sẽ xin kể cái cách chữa bệnh nạ kỷ của bác sĩ Trần. Vâng, như các bạn đã biết, trong những ngày vừa qua thì Tám Trang đã có những bước tiến triển nhảy vọt do thầy thuốc Đông y là một. Cái thứ hai là do quan trọng nhất theo mình nghĩ, đó chính là cái sự xuất hiện của sinh viên Hùng. Cái sự nỗ lực của cậu ta trong những ngày vừa qua là chữa bệnh cho Tám Trang bằng cái cách hôm nào cũng dìu đi, nói chuyện với Tám Trang, tâm sự cùng Tám Trang. Và Tám Trang khi mà thấy người yêu của mình thì không khác gì coi như là sắt gật mà gặp lam châm. Ở đây tại sao mình nói vậy nhỉ? Các bạn có biết cái lam châm không? Lam châm thường thường nó là một cái cục như là cục sắt đấy các bạn. Và nếu các bạn mà coi như là để cái cục lam châm này gần với bất kỳ một cái gì gọi là sắt thép chẳng hạn, thì nó hút bụp một cái vào nhau, nó dính chặt nhau, nó không thể chạy được. Thì mình tả Tám Trang khi mà nhìn thấy sinh viên Hùng từ đầu ngõ thì cô gái này cũng lao chầm vào dính chặt lấy Hùng, không thể là buông rơi ra được. Không khác gì coi như là cục lam châm với cục sắt, hai cái cục đó nó gắn kết vào với nhau vậy, nó không thể rời nhau ra được. Ở đây đó chính là cái lý do để mà Tám Trang tiến tới khỏi bệnh nhanh chóng nhất. Và trong cái ngày buổi trưa ngày hôm nay các bạn, Hùng hôm nay vẫn đi học các bạn nhé. Hôm qua là vẫn là ngày lễ được nghỉ, và hôm nay Hùng đi học thì vẫn như mọi khi, khi cậu ta coi như là học xong một cái là cậu ta đến đến nhà Tám Trang ăn cơm ăn nước xong là cậu ta chạy đến. Thì ở đây là bác sĩ Trần đã đưa ra một cái cách chữa bệnh rất là lạ. Thì khi mà Hùng đến đầu ngõ một cái thì Tám Trang vẫn ngồi trên hiên nhà, và như các bạn biết là bây giờ là không có sự kèm cặp của mọi người nữa. Hôm nay Tuấn cũng đến các bạn ạ. Mặc dù cả ngày hôm qua là Tuấn đã dành tất cả thời gian cho cho Hà Đông rồi, nhưng ngày hôm nay Tuấn vẫn có mặt các bạn nhé. Đây có thể nói rằng là sự xuất hiện mà theo như cách cách nhìn của mình á, thì không phải là Tuấn đến vì cái tình yêu như trước nữa, mà theo như một cái thói quen rồi, ngày nào cũng đến với Tam Trang, nó là như vậy. Nếu muốn buông bỏ điều này thì cũng phải mất một thời gian là một. Cái thứ hai là cậu ta vẫn vì cái tình nghĩa, có nghĩa là phải quan tâm tới người bệnh, là có thể là như thế. Bởi vì có cả Hà Đông đi cùng, và ở đây theo cái con mắt mà cái câu chuyện được kể lại thì mình thấy rằng là Hà Đông và Tuấn đã có những con mắt nhìn nhau, mặc dù đứng hơi cách xa nhau một chút nhưng đôi mắt vẫn cứ nhìn về phía nhau, thỉnh thoảng liếc nhìn với nhau. Có nghĩa là hai cái trái tim này có thể mình nghĩ rằng là có thể một ngày tới đây sẽ nó cũng không khác gì cục sắt và cục lam châm rồi đó. Hai người đứng cách cách xa nhau nhưng vẫn thỉnh thoảng coi như liếc mắt thế này một cái là bắt đầu lại chạm trán cái đôi mắt kia luôn. Nhưng họ vẫn đến nhà Tám Trang, bởi vì ở đây các bạn biết rồi, Tuấn là một người rất sống, rất có tình, có nghĩa. Và đặc biệt Hà Đông lại là một người có cái học thức rất cao nữa. Cho nên là cô gái này không có xử lý theo cái cách kiểu như nhiều nhiều người ít học đâu. Ví dụ những người mà ích kỷ, mình không nói ít học thì nó quá đáng quá, đúng không ạ? Cái người ích kỷ á, khi mà họ chiếm được Tuấn rồi một cái, họ có thể là ngăn cản Tuấn không cho đến nhà Tám Trang, đúng không ạ? Họ bảo thôi đừng đến, và họ có thể là mời Tuấn đi ăn uống hoặc đi chơi ở đâu thế nọ kia để xa rời chỗ đó ra, có nghĩa là lòng ích kỷ. Đấy. Nhưng mà Hà Đông là một cô gái rất là hiểu biết cuộc đời, và cái lòng tấm lòng của cô gái này rất là bao dung. Hà Đông thừa biết rằng là không thể là Tuấn một lúc một cái mà quên ngay Tám Trang đi được, cho nên là vẫn cứ để cho Tuấn đến đó bình thường, đúng không ạ? Không ngăn cản không gì. Hơn thế nữa cô gái này còn ủng hộ cơ. Bảo anh ơi hôm nay đến thăm Tám Trang một chút đi. Có nghĩa là sao? Càng vì như thế thì cái người kia càng cảm thấy yêu quý mình. Bởi vì làm sao? Bởi vì người con gái này nó vẹn toàn quá, đúng không ạ? Rộng lượng, sống nhân hậu với tất cả mọi người, chứ không phải ích kỷ nhỏ nhen như những người khác ngăn chặn thế nọ kia. Đây là cái cách mà làm sao đó mà coi như là tại sao mà chiếm được cái trái tim của người khác, lý do là vậy.
Nó không kiểu ghen tuông như giống một số người tầm thường thấy đi với người khác là ghen tuông thế nọ thế kia thì chỉ có mất vợ mất chồng thôi. Thì khi sinh viên Hùng vừa đến ở đầu ngõ một cái thì Tám Trang ngồi bật dậy các bạn như chiếc lò xo ấy, thì coi như là Tám Trang định chạy nhưng mà cha mẹ là không cho chạy, đi từ từ thôi, rồi xuống và hai người lại ôm chầm lấy nhau. Ôm chầm lấy nhau xong thì đến khi ra thì ở đằng sau là bác sĩ Trần, ra đến ngoài vườn đằng sau bác sĩ Trần đã chuẩn bị rồi các bạn. Chuẩn bị sẵn ở đây có bốn người. Bốn người ở đây là theo như mình biết, mình không có mặt nhưng mà theo lời kể như mình được nghe kể, bốn người này là mình không biết tả cái gì nhỉ, nó ở người Trung Quốc người ta hay có cái tục lệ gì nhỉ, người ta nhảy ấy, người ta đội những cái mũ trên đầu, người ta nhảy bùm 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 bùm, à mình xin lỗi, múa lân. Vâng các bạn ạ, múa lân, tức là bác sĩ Trần chuẩn bị là có hai con rồng bằng vải và có hai người, tức là mỗi cứ hai người một cái con rồng đó, một người ở đầu một người ở đuôi, sau đó là chuẩn bị là múa lân là để nhảy vỗ gõ trống gõ nhạc rầm rầm bắt đầu để coi như hai con rồng này nhảy nhảy với nhau và đánh nhau. Đại khái là cái tục cái đó là một cái cách cái nét văn hóa của người Trung Quốc các bạn thấy không, người ta gọi là múa lân đấy. Ở Việt Nam mình cũng có số một người múa lân mà ở bên đây ở những phố trên phố người Hoa hoặc những cái ngày gì của người Trung Quốc là người ta đều làm những cái thủ tục này. Ý của bác sĩ Trần nói với Hùng với cha mẹ của Tám Trang rằng là hôm nọ theo cái cách chữa bệnh của Đông Nhi á, là mở cái bài hát, là lúc đó Đông Nhi mở bài hát, vô tình mở cái bài hát mẹ ơi xin đừng giết con đấy, và Tám Trang khi đó là có cái phản ứng dữ dội là cô gái này đã hét lên đau đớn và ôm lấy đầu coi như bịt tai đúng không, không cho nghe, không muốn nghe nữa và coi như kêu lên kêu gào lên anh Hùng ơi anh đã em đã giết chết con của chúng ta rồi rồi thì con ơi về với mẹ đi, cái thứ toàn những cái sự đau khổ đúng không, tức là cái cách chữa bệnh của Đông Nhi nó có hiệu quả quá. Cho nên là chính vì cái chuyện này cho nên bác sĩ Trần đã nghĩ ra cái cách là ở múa lân. Múa lân ở đây tức là làm những cái động tác mạnh để cho Tám Trang có những phản ứng tích cực để nhanh khỏi bệnh các bạn. Đây là theo cái cách chữa bệnh của bác sĩ Trần. Và ông bà Năm thì coi như là ông Năm thì phản đối nhưng bà Năm thì giữ im lặng các bạn. Đây theo như mình biết có lẽ bà Năm là người nhận tiền và cảm thấy rằng là rất là khó nói các bạn thấy không? Tại sao người ta nói có câu gọi là há miệng mắc quai, nó là như vậy. Khi nhận tiền nhận bạc của người ta rồi mà người ta mục đích chỉ là chữa bệnh cho con mình mà mình không đồng ý cũng không dám nói. Nhưng mà ông Năm thì ông lại coi cái chuyện quan trọng là chuyện bệnh tật của con cái chứ ông không cần phải biết đến chuyện đó, là ông phản đối. Và khi đến Hùng, khi thấy Hùng đến á, là lúc đấy là bác sĩ Trần đã nói qua qua là định tiến hành luôn về cái việc chữa bệnh theo cách đó. Nhưng mà để làm sao Hùng cho Tám Trang uống thuốc xong là bắt đầu tiến hành cái việc đó. Nhưng lúc này Hùng rất ngạc nhiên và nói ồ cái cách này con cảm thấy là nó không hiệu nghiệm đấy. Nói bác sĩ Trần đấy gọi cha con với nhau là Hùng không đồng ý cách này. Mà nếu tại sao sử dụng cái cách này thì bây giờ không có thể bật nhạc những cái bài hát vui nhộn để cho Tám Trang nghe. Bây giờ chỉ cần một cái điện thoại thôi và một cái loa gọi là khuếch đại một tí tí thôi, không cần quá to ấy, bởi vì Tám Trang không không lên nghe cái nhạc quá mạnh. Đấy, bây giờ gõ tiếng cái chiêng cái còng kia bùm 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 với này sập sập xen xen với lại nhảy cái lưng tâng 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 kia biết thế nào, có khi Tám Trang lại sợ quá lại coi như là lại coi như phát điên lên thì sao. Chứ là Hùng ở đây Hùng ra bảo nếu bây giờ mà cha muốn theo chữa bệnh theo cách đó thì bây giờ là mở điện thoại thôi không cần gì cả, thì coi như cắm kết nối cùng vào một cái loa nó nho nhỏ độ khoảng như độ khoảng lớn hơn bàn tay một chút là Tám Trang đủ nghe rồi. Đó, uống thuốc xong thì con đi bộ đi chơi cùng Tám Trang ở đây thì có thể ngồi cách xa nhau mở loa đằng phía này, còn chúng con ngồi đầu phía cuối cây vườn. Đại khái là như vậy. Thì là Hùng là phản đối trong chuyện là không cho múa lân và ông Năm cũng rất nhất trí với Hùng trong chuyện đó. Mình thấy rằng hai bố vợ con rể này rất là hợp nhau. Có lẽ là từ cái buổi mà hai ông đã cụng ly uống rượu mà cái hôm mà đã tha lỗi cho nhau và ôm nhau khóc đó, chính từ lúc đó cái tình cảm của ông Lâm với lại cái cậu sinh viên Hùng này nó rất là khăng khít các bạn. Mình cảm thấy rằng là hai hai người này nó rất là hợp tính nhau, cho nên là chưa cần biết gì cả mà Hùng đã phản đối chuyện đó rồi. Và ông Lâm lúc đó ông bắt đầu ông lại coi như khi thấy Hùng có đứng về phía mình cái là trước đó ông đã phản đối rồi, bây giờ ông phản đối mạnh hơn. Ông Lâm nói thật là bảo bây giờ xin lỗi bác sĩ Trần là bây giờ chưa biết hiệu nghiệm mới đến đâu, nhưng mà cái cách chữa bệnh này thấy nó mạnh quá, tức là nó chưa đến mức độ phải như vậy, bây giờ nó phải từ từ. Giờ bây giờ để cho Tám Trang nghe nhạc mà mở những cái bài bài nhạc nó mang tính chất lành mạnh mà nó khỏe khoắn ấy,
nó vui nhộn một chút đấy, chứ không mở những cái bài mang tính chất nó buồn buồn đau. Đấy, Hùng bảo là có thể mở cái bài Riêng Một Góc Trời của ca sĩ gì nhỉ, ca sĩ gì hát rất hay ở Việt Nam, không biết mình lâu rồi mình không nghe. Cái ca sĩ này là ca sĩ gì? À, ca sĩ Trọng Tấn, đúng rồi. Cái bài hát này thì có nhiều ca sĩ hát lắm, thành công lắm, chẳng hạn như là ca sĩ Tuấn Ngọc chẳng hạn cũng hay, nhưng mà Sinh Viên Hùng thì thích ca sĩ Trọng Tấn, bởi vì cậu ta mê Trọng Tấn lắm, cho nên là cậu ta thích cái bài hát này, nhưng mà phải do ca sĩ Trọng Tấn hát. Và cậu ta đã sau đó khi mà nói chuyện với bác sĩ Trần mà hai người không đồng ý thì bác sĩ Trần phải chịu rồi, đúng không ạ? Trong đó là Hùng là nhân vật quan trọng, mà quan trọng hơn đó là ông Năm nữa, cho nên là bác sĩ Trần phải đồng ý thôi, tức là phải bỏ đi, coi như là đuổi mấy cái ông múa lân múa 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 quỷ đi về, bởi vì bác sĩ Trần đã thuê họ, bởi vì cái những múa lân này là trong, bởi vì bác sĩ Trần là nằm trong cái gọi là hiệp hội người Hoa, tức là hiệp hội người Hoa là tôn tô rất là mạnh, họ có cả một hiệp hội, nó không giống người Việt Nam ta, họ rất đoàn kết, và bác sĩ Trần đã thuê họ để đến đây, nhưng cuối cùng họ phải trở về tay trắng. Thì trong khi đó là theo yêu cầu của Sinh Viên Hùng thì mở cái bài hát đó và ở một góc xa các bạn ạ, còn Hùng đi đằng này, Hùng không cho Tám Trang đến gần, bởi vì Hùng sợ sẽ có những phản ứng phụ. Thì cái bài hát Riêng Một Góc Trời đó mà để cho coi như là Trọng Tấn hát, mà mình nói chung là bài hát này mình vẫn nhớ mang máng, nó có nhiều câu hay lắm, như là tình yêu như nắng, nắng đưa em về bên dòng suối mơ, rồi thì có những cái lời cái gì mà nói về mùa thu là một mai em nhé có nghe thu về trên hàng lá khô, ngàn sao lấp lánh hát câu mong chờ em về lối xưa, hạ còn nắng ấm thấy lòng sao buốt giá, gọi tên em mãi trong cơn mê này mình nhớ thương nhau. Những cái bài hát này, tức là cái lời hát nó rất là lành mạnh, đúng không ạ? Nó nói về cái, tức là thu đã trôi qua và hạ đang vẫn còn nắng ấm, và lòng, nhưng mà lòng vẫn sao nghe buốt giá. Rõ ràng tình yêu của họ vẫn chưa đi đến cái hôn nhân, đúng không ạ? Mà vẫn còn những cái sự cay đắng, những sự buốt giá trong lòng, mặc dù mùa hè đã tới. Và coi như là Sinh Viên Hùng muốn nói với người yêu, muốn truyền tải cái lời bài hát này tới người yêu của mình rằng là quả cuộc đời này anh sẽ gọi mãi tên em, và gọi mãi trong những cái cơn mê vì nỗi nhớ thương nhau. Đó, đó chính là cái ý nghĩa của bài hát, và cũng là muốn cái sự truyền tải cái lòng dạ, cái tình yêu của Sinh Viên Hùng đối với Tám Trang. Vâng, thưa quý vị, có thể các bạn nghĩ rằng đây sẽ là một cái điều buồn cho cô Ngân, nhưng mà chúng ta đừng nhìn theo một cái góc cạnh tiêu cực như vậy, mà chúng ta phải nhìn theo cái góc cạnh tích cực. Có nghĩa Hùng bây giờ đang cố gắng làm hết cái trách nhiệm của mình đối với hai người đàn bà phụ nữ ở đây. Một mặt phải chữa bệnh khỏi cho Tám Trang, phải mang cái tình yêu đích thực của mình đến cho người mình yêu. Đó, như là một cơn nắng hạ ấy, như một tiếng gọi trong cơn mê, gọi mãi tên em suốt cả cuộc đời này trong những cơn mê dài, và gọi tên em trong những niềm thương nhớ, niềm khao khát, để đến cho đến bao giờ chúng ta có trở thể trở thành một gia đình, thì lúc đó tiếng gọi của anh vẫn còn mãi ở trong tim. Trong khi đó thì Hùng vẫn phải, trong ngày hôm nay Hùng vẫn phải đến nhà cô em Ngân, bởi vì theo như mình biết, ngày hôm qua Hùng đã hứa với cô Ngân rằng anh sẽ cố gắng, ngày nào cũng sẽ đến, chỉ trừ hôm nào bận quá thôi, còn anh sẽ cố gắng đến để tâm sự với con, tâm sự nói chuyện với em. Đây là một câu nói mà của Hùng như là một lời hứa các bạn ạ. Bởi vì Hùng thừa biết rồi, có quá nhiều người chửi bới Hùng rồi. Bây giờ coi như gần đến ngày vợ con mình sinh đẻ rồi, không thể để xa cách được. Chẳng may mà coi như là đến khi sinh em bé xong lại coi như người mẹ bị trầm cảm, thì cậu ta cũng hối hận cả đời, đúng không ạ? Cho nên là cậu ta phải làm trách nhiệm đó, bởi vì trong câu chuyện đến chỗ cô Ngân kia, nó còn liên quan tới cả sinh mạng của mẹ ruột của cậu ta nữa, có nghĩa là liên quan tới cả tính mạng của bà Dung, đúng không ạ? Cậu ta dù có đến Tám Trang chăng nữa thì cậu ta vẫn phải đến đằng kia. Chắc chắn trong những ngày qua Sinh Viên Hùng đã bị mẹ chửi bới rồi. Rõ ràng là trong mấy ngày không đến chỗ nhà cô Ngân mà chỉ đến Tám Trang, chắc chắn bà Dung sẽ phải gọi điện cho cậu ta chửi bới là cái chắc rồi. Có điều cái chỗ đó là cậu ta không tiết lộ để đưa lên trên mạng thôi. Còn thì mình đoán nó là như vậy. Cho nên là cậu ta bây giờ phải cố gắng làm tròn trách nhiệm là một người chồng, một người cha với Ngân, là một người tình, gọi là mãi mãi trong những cơn mê để gọi tên người yêu là Tám Trang. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong video này mình cảm thấy rằng
có một người hơi buồn một chút, đó chính là bác sĩ Trần. Đây có vẻ như là lần đầu tiên mà sinh viên Hùng không nghe lời bác sĩ Trần kể từ hôm cậu ta trở về từ Laragi. Mình không nhớ tỉnh lắm, từ trên gia đình nhà bác Thảo Nguyên, mình không nhớ, không biết ở đó là tỉnh Naragi hay gì đó. Thì đây là lần đầu tiên cậu ta không nghe lời cha nuôi của mình. Mình không biết tại sao Hùng có một cái đặc điểm gì mà cậu ta có nhiều người nhận làm con nuôi thế nhỉ? Bác sĩ vợ chồng bác Thảo Nguyên này, rồi thì bây giờ lại bác sĩ Trần này, không biết còn ai ai nữa. Và trong lá thư sau, trong cái video sau, mình xin đọc một cái lá thư của một cô gái, một sinh viên khác cùng một lớp yêu sinh viên Hùng. Mình đã suy nghĩ mãi rồi có nên đọc hay không nên đọc, bởi vì sợ rằng cô Ngân hoặc Tám Trang nghe thấy sẽ buồn. Nhưng mình nghĩ rằng hoàn toàn không phải là như vậy. Có khi là cô Ngân và Tám Trang nghe thấy cái lá thư đó thì chính họ sẽ là người vui mừng, bởi vì Hùng đã là từ chối người ta ấy. Chứ nếu mà lá thư kia mà Hùng lại ôm ấp thêm nữa, đa tình, lại nhấp nháy như bác sĩ Trần nữa thì thôi, chẳng biết thế nào, đúng không ạ? Thì nó sẽ phản tác dụng, nó sẽ những người trong cuộc sẽ đau khổ. Nhưng mà khi cậu ta đã thẳng thắn khước từ thì có nghĩa cái đó sẽ đem lại niềm vui cho người vợ và người tình của mình. Vâng, video của mình hôm nay chia sẻ đến đây thôi. Mình xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả và các bạn đã quan tâm theo dõi rất nhiều. Nếu các bạn cảm thấy rằng video của mình có hữu ích thì các bạn chia sẻ đường link cho những người thân, những người quen, và bấm đăng ký kênh các bạn nhé. Và mình một lần nữa xin hẹn lại quý khán thính giả và các bạn ở những video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.